Đại Bò Tư Chiến chào quý khách, hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2022. Bò trực tiếp lên xe giao cho khách ở dưới Rạch Dầu. Rồi, chuẩn bị lên xe đi xe lồng. Hả? Dắt nó đi. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem xét cùng tham khảo, xem xét chuồng bò có xe ngày giao tận nơi. Đường nhỏ đi xe lồng, đường lớn đi xe tải. Những cái lô bò thấp kem 3B. Trời ơi, tiệm thuốc tây đi theo chú. Bò hấp kem đứng bìa con số 1 là 20 triệu. Con đứng kế là 23 rưỡi. Con đứng kế là 23 rưỡi. Con này là 20 triệu 23, 22 rưỡi. Con bò này gần 7 tháng, 6 tháng mấy rồi trở lên. Con bò là lứa rồi, bò lớn bò. Chỉ có con 2 con ít tiền, 3 con chứ. Bò đánh số thì bị lên xe. Chỉ của trại là lộ DT19 gần Quý Ban xã Nhận Phú Tân đến từ Bến Tre. Trại bò liên tục về trại, ngày mai về tiếp tục về xe nữa. Bò B phát kem. Rồi, dạ. Xe đi giao mò này với lộ Khánh Tân đi xuống cầu Khánh Hòa mà chưa có tới cầu Khánh Hòa, đây nằm lên giữa giữa. Đi. Đấy. Cuối video cảm ơn quý khách suốt thời gian qua đến chú trại. Còn lần nữa cảm ơn quý khách đã đăng ký và lướt xem kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến. Hẹn gặp lại quý khách trong video tiếp theo.